Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trần rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Bộ Y tế thống kê trong ngày 20 tháng 4, cả nước có 2.461 ca mắc COVID-19 mới. Đây là ngày thứ hai số ca mắc cao nhất chạm mốc 2.500 ca trong hơn nửa năm qua. Bên cạnh đó, trong ngày 20 tháng 4, có 245 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Các chuyên gia dịch tễ cho rằng con số nhiễm bệnh thực tế hàng ngày có thể cao hơn bởi nhiều trường hợp có triệu chứng nhưng không xét nghiệm hoặc xét nghiệm mà không báo với cơ sở y tế địa phương. Trong hơn 3 tháng qua, nước ta chưa ghi nhận ca COVID-19 tử vong. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.186 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Về tình hình tiêm chủng vaccine, trong ngày 19 tháng 4, có 4.420 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Tổng số liều vaccine đã được tiêm là 266.114.033 liều. Theo các chuyên gia y tế, dịch COVID-19 vẫn là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng quốc tế, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát với các biến thể mới. Người dân được khuyến cáo không chủ quan nhưng cũng không nên quá hoang mang lo lắng khi số ca COVID-19 gia tăng. Ông Phan Trọng Lân, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng nhận được mục tiêu phòng chống dịch giai đoạn tới là giảm nhập viện, giảm ca nặng tử vong, tránh quá tải hệ thống y tế. Ông Lâm cho biết, vaccine COVID-19 vẫn có hiệu quả, phòng được ca bệnh nặng và nhập viện tử vong. Tại Việt Nam, từ đầu tháng 4 cho đến nay, tỷ lệ bệnh nhân nặng, số ca mắc thậm chí còn thấp hơn so với tháng 3. Ngày 20 tháng 4, Thành phố Hồ Chí Minh cũng chính thức kích hoạt chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 tại thành phố có dấu hiệu tăng, miễn dịch cộng đồng giảm, xuất hiện các biến thể phụ của Omicron. Theo ông Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế, mặc dù số ca mắc COVID-19 tăng nhưng hệ thống y tế không bị quá tải, số ca chuyển nặng và tử vong không nhiều và không xuất hiện biến chủng mới, kháng lại vaccine đang có thì vẫn có thể kiểm soát dịch ổn định. Ông Phu nói, tuy nhiên, cần theo dõi tình hình dịch trên thế giới, giám sát và đánh giá nguy cơ dịch để có phản ứng phù hợp, đặc biệt cần bảo vệ nhóm nguy cơ cao là nhóm người có bệnh nền, người cao tuổi, hệ miễn dịch suy giảm để tránh chuyển nặng và tử vong. Ông Nguyễn Hồng Tâm, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh nhận định, việc gần ngày nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, số ca mắc COVID-19 có sự gia tăng có thể là sự trùng hợp. Trước đó năm 2020, trước kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9, số ca mắc cũng tăng. Chuyên gia nêu rõ, đầu tháng 4 số ca mắc có gia tăng, đặc biệt khu vực phía Bắc. Bởi đây là thời điểm giao mùa, thời tiết nồm ẩm, khiến các bệnh liên quan đến hô hấp gia tăng. Khi người dân có biểu hiện sổ mũi, ho, sốt được xét nghiệm COVID-19 và phát hiện dương tính, dẫn đến số lượng xét nghiệm tăng, phát hiện ca mắc tăng. Ông Tâm nói, ca mắc có tăng nhưng số chuyển nặng dưới 2% so với tổng số ca mắc mới. Điều này thể hiện COVID-19 không có sự gia tăng về độc lực. Theo giám sát, phân tích giải trình tự gen thì chưa xuất hiện biến chủng COVID-19 mới tại Việt Nam. Vì vậy, về cơ bản chúng ta vẫn kiểm soát tốt dịch bệnh. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Y tế thành phố cho hay với sự xuất hiện biến thể phụ XBB.1.5 của Omicron và miễn dịch cộng đồng đối với COVID-19 bắt đầu có xu hướng giảm dần từ 98,7% vào tháng 9 năm 2022 xuống còn 94,17%, đã làm số ca mắc COVID-19 lại tăng. Riêng ngày 18 tháng 4 là 47 ca, cao nhất từ đầu năm 2023 cho đến nay. Khi cả nước bước vào kỳ nghỉ lễ kéo dài, việc đi lại, giao lưu, tiếp xúc nhiều sẽ có nguy cơ tăng thêm. Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Văn Dũng, trưởng khoa Y tế công cộng, nguyên phó hiệu trưởng trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng COVID-19 không phải là vấn đề khẩn cấp trong giai đoạn hiện nay. Phó giáo sư Dũng đánh giá dịch COVID-19 tại thành phố trong và sau dịp nghỉ lễ dài sắp tới là ổn, nhưng người dân không nên chủ quan, đặc biệt là bảo vệ nhóm nguy cơ. Ông Dũng chia sẻ, quan tâm đến COVID-19 và bảo vệ con người là luôn luôn đúng. Nó chỉ không phù hợp nếu quan tâm đến COVID-19 hay các biện pháp phòng chống là quá mức, gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân và kinh tế đất nước. Ngay khi COVID-19 quay trở lại, một số địa phương đã tăng cường cảnh báo. Tại Hà Nội, Hải Phòng và Thành phố Hồ Chí Minh, ngay khi số ca mắc bắt đầu tăng, các thành phố cũng bắt đầu tăng cường các biện pháp phòng chống dịch trước kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 và giỗ tổ Hùng Vương. Hà Nội đề nghị người dân đeo khẩu trang nơi công cộng, nơi tập trung đông người, đồng thời tiếp nhận phân bổ gần 18.000 liều vaccine COVID-19 để tăng cường tiêm chủng cho người dân. Đại diện Trung tâm Y tế quận Hà Đông, Hà Nội cho biết, hiện quận đang triển khai kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn, đặc biệt là trường học. Vị này cho biết,
Khi trẻ có ho, sốt sẽ được xét nghiệm nhanh để xác định có dương tính COVID-19 hay không. Trẻ mắc COVID-19 sẽ thông báo với nhà trường, sau đó nhà trường thông báo đến trạm y tế thực hiện khử khuẩn lớp học. Học sinh mắc bệnh, tùy thuộc vào tình trạng, sẽ được cách ly tại nhà hoặc điều trị tại cơ sở y tế. Về giấy xác nhận mắc COVID-19, một trưởng trạm y tế xã tại Hà Nội thông tin vẫn thực hiện theo quy định của Bộ Y tế. Theo đó, người mắc COVID-19 sau khi đến trạm y tế sẽ được cấp giấy xác nhận để xin nghỉ phép, hưởng chế độ bảo hiểm. Cách ly tại nhà theo quy định 7 đến 10 ngày, khi âm tính với COVID-19 sẽ được cấp giấy xác nhận. Tại thành phố Hồ Chí Minh, Sở Y tế thông tin, số ca mắc đang có chiều hướng gia tăng, có thể bùng phát trở lại. Thành phố đã kích hoạt chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ trước COVID-19, đề nghị các quận, huyện tăng cường tiêm vaccine phòng COVID-19. Người không triệu chứng nhẹ sẽ được cách ly, điều trị tại nhà trong 7 ngày nếu đủ điều kiện. Sau 7 ngày, nếu kết quả xét nghiệm còn dương tính thì tiếp tục cách ly đủ 10 ngày. Đối với người đã tiêm đủ liều vaccine và 14 ngày đối với người chưa tiêm đủ liều vaccine, trạm y tế nơi quản lý người bệnh chịu trách nhiệm xác nhận người bệnh cách ly tại nhà khỏi bệnh. Lo ngại diễn biến dịch COVID-19 lây lan trong trường, lớp học, ảnh hưởng đến sức khỏe học sinh, nhất là trong giai đoạn ôn tập, kiểm tra cuối năm, một số địa phương cũng đã yêu cầu học sinh đeo khẩu trang. Tại Hải Phòng, Sở Giáo dục Đào tạo Hải Phòng đã có văn bản hướng dẫn các cơ sở giáo dục về tăng cường phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, Sở yêu cầu các trường tuyệt đối không chủ quan lơ là, mất cảnh giác và thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch, tăng cường tuyên truyền, phối hợp với ngành y tế triển khai tiêm vaccine cho học sinh. Các trường học khuyến cáo cán bộ, giáo viên, học sinh thực hiện các yêu cầu phòng chống dịch như rửa tay xà phòng, đeo khẩu trang, khử khuẩn, đồng thời theo dõi tình trạng sức khỏe của học sinh nếu có triệu chứng, thông báo ngay cho cơ sở y tế để được sàng lọc, cách ly, điều trị. Cùng với đó, Sở Giáo dục Đào tạo Quảng Ninh cũng đã có văn bản đề nghị các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm việc phòng chống dịch theo quy định. Trong đó, có nội dung yêu cầu tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh phải đeo khẩu trang trong thời gian ở trường. Đồng thời, các trường học tích cực khử khuẩn, cách ly học sinh mắc COVID-19, tránh lây lan cho bạn. Đặc biệt, các trường học được khuyến cáo thông báo cho cha mẹ học sinh sau kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 cần theo dõi sức khỏe. Nếu phát hiện trẻ ốm, sốt, cha mẹ chủ động cho con nghỉ học, không để lây lan diện rộng. Những việc này nhằm đảm bảo kế hoạch năm học cũng như các điều kiện an toàn cho kỳ thi lớp 10, thi tốt nghiệp trung học phổ thông sắp tới. Tại Bắc Ninh, Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Bắc Ninh cũng đã yêu cầu học sinh các cấp từ mầm non, tiểu học, trung học cơ sở thực hiện quy tắc 2K để phòng chống dịch. Các trường học đẩy mạnh tuyên truyền cho giáo viên, học sinh mang chai nước, đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng để sát khuẩn. Đối với học sinh, cán bộ, giáo viên mắc COVID-19, báo cáo giáo viên, nhà trường và không đến trường lớp. Sau khi các em sức khỏe ổn định mới quay lại trường học, nhà trường sẽ có kế hoạch ôn tập, dạy bù đắp cho học sinh. Còn trên địa bàn Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, nhiều trường học cũng có khuyến cáo học sinh đeo khẩu trang, đưa bình nước uống cá nhân để đảm bảo sức khỏe. Khi phát hiện học sinh mắc COVID-19, các em được hướng dẫn chủ động nghỉ học để điều trị cho đến khi khỏe mạnh mới quay lại trường học. Mới đây, Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản khẩn gửi các trường học về việc siết quy định phòng chống dịch COVID-19. Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các trường kiểm tra, rà soát phòng chống dịch bệnh, trang thiết bị chống dịch tại cơ sở, thực hiện nghiêm các biện pháp, đặc biệt là quy định 2K, gồm khẩu trang, khử khuẩn. Ngoài ra, các đơn vị giáo dục cần tầm soát các trường hợp nghi ngờ, không được chủ quan. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!